Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Lát cắt lịch sử, Đặng Văn Lâm và ngôi sao vàng trên ngực trái. Ở trận Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Malaysia trong trận đấu thuộc khuôn khổ AFF Cup năm 2018, Đặng Văn Lâm đã có những pha cứu thua giúp Việt Nam tránh thủng lưới. Anh chạy tay lên hình cờ đỏ sao vàng in trước ngực rồi cúi xuống hôn. Gương mặt giàu cảm xúc của Văn Lâm lúc đó khiến tất cả xúc động. Văn Lâm đã sung sướng, quá hạnh phúc khi đội nhà đang có lợi thế dẫn trước ngay trên sân vận động Mỹ Đình. Văn Lâm quá sung sướng, quá hạnh phúc khi đội nhà đang có lợi thế dẫn trước ngay trên sân vận động Mỹ Đình chẳng còn chỗ trống. Cùng Mr. Zero hoài niệm về nhân vật và khoảnh khắc đặc biệt này nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Năm 2018, nhắc tới tuyết trắng Thường Châu, người ta vẫn còn nhớ đến dáng đứng đầy kiêu hãnh của Vũ Văn Thanh sau cú sút luân lưu đưa U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á. Cũng trong trận chung kết giải đấu ấy, hình ảnh Đỗ Duy Mạnh cắm lá cờ đỏ sao vàng giữa sân bóng đầy tuyết trắng và cúi đầu chào khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng. Và trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup năm 2018 hồi tháng 11 năm đó, chúng ta càng khó có thể quên được màn ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc của một cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga, thủ môn Đặng Văn Lâm. Ngược thời gian quay trở lại thời điểm ấy, lão tướng Anh Đức lập công nhân đôi cách biệt và đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước Malaysia. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã thực hiện màn ăn mừng đầy xúc động. Anh hướng về khán đài, đưa tay phải lên chào kiểu quân đội, miệng hét những gì đó đầy phấn khích, rồi nhìn chằm chằm và hôn lên lá cờ Việt Nam trên ngực áo. Khuôn mặt đầy biểu cảm với những sung sướng và hạnh phúc lúc đó đã khiến tất cả phải xúc động đến nỗi người ta phải thốt lên, đẹp quá. Trước hình ảnh đó, dù chỉ theo dõi trận đấu qua màn hình, hành động của Đặng Văn Lâm chính là điều lột tả chính suy nghĩ thực chất của các cầu thủ vào thời điểm ấy rằng: mọi người ơi, Tổ quốc ơi, hãy nhìn xem, tôi đã không phụ lòng tin của mọi người, đã đại diện mọi người đến tranh tài ở đấu trường này và làm được điều để mọi người có thể hãnh diện. Có lẽ vì vậy, người ta mới bình luận rằng màn chào cờ của Văn Lâm là thể hiện niềm tự hào về dòng máu đang chảy trong con người anh. Mặc dù có quê quán ở Thanh Hóa, nhưng Văn Lâm lại sinh ra ở Nga vào năm 1993 với người cha Việt và mẹ là một cô gái xứ Bạch Dương. Mẹ anh, bà Chukova Oga, chính là một fan của thủ môn huyền thoại Lê Trà Sinh, người đã một tay đưa đội Liên Xô cũ vào đến bán kết World Cup tại hơn nửa thế kỷ trước. Chữ Lev, sư tử, trong tiếng Nga của Đặng Văn Lâm, Lê Sonovic Đặng chính là được đặt theo tên của thủ môn này. Số phận của Lâm có lẽ đã được đặt sẵn trước khung thành, chứ không phải là chỉ về cái tên đệm mà bởi Nga, nơi anh sinh ra và lớn lên, là đất nước cùng vị trí thủ môn nhất làng túc cầu. Yasin vẫn là cái tên thường xuyên đứng đầu trong các cuộc bình chọn những vận động viên được yêu thích nhất ở Nga. Đến tận ngày nay, nếu ở Anh, hầu hết đám trẻ con bóng đá đều muốn trở thành một tiền đạo cắm, ghi những bàn thắng và giành lấy ánh hào quang, thì trên sân trường nước Nga, vị trí được thầy muốn nhất vẫn là người gác đền. Thế nhưng, theo chia sẻ của Văn Lâm, bản thân anh bén duyên với vị trí thủ môn khá tình cờ trong một lần đá bóng trên lớp, chứ không phải là nhờ truyền thống trên. Thực ra, ở một góc độ khác, hẳn là bản thân Lâm cũng đã có sẵn năng khiếu mà chính anh cũng không biết. Đặng Văn Lâm là con của diễn viên Đặng Thanh Sơn, anh em song sinh của nghệ sĩ nhân dân ngành múa Đặng Hùng. Chị họ của anh lại là diễn viên múa Linh Nga, người được mệnh danh là Chim Thiên Nga trong làng múa Việt Nam. Nên chắc chắn, Lâm cũng đã có sẵn gen bày lượng trong người. Tất nhiên là chẳng hề có một con đường nào thật sự dễ đi, kể cả con đường dành cho người gác đền cũng giống như vậy. Như Đặng Văn Lâm từng chia sẻ trên mạng xã hội, bước ngoặt đầu tiên trong đời cầu thủ này là năm 12 tuổi, khi anh gặp phải một chấn thương nặng, gặp phải nhiều khó khăn và gần như không đủ điều kiện và cơ hội để được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Và những suy nghĩ đầu tiên của Đặng Văn Lâm sau khi tốt nghiệp học viện bóng đá chính là rất muốn về Việt Nam và thử việc ở các câu lạc bộ tại đây. Anh chia sẻ, Lâm còn nhớ là mình đã search Google cùng bố để tìm các câu lạc bộ ở Việt Nam, trong đó có Hoàng Anh Gia Lai. Vậy là chàng trai Việt Kiều khăn gói hồi hương, Đặng Văn Lâm trở về Việt Nam ở tuổi 17 để tìm kiếm cơ hội theo lời giới thiệu của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sở hữu thể hình với chiều cao cân nặng khá đô, Lâm Tây được kỳ vọng rất nhiều ở vị trí thủ môn. Những tưởng sẽ sớm thành công như những năm đầu ở Hoàng Anh Gia Lai, Văn Lâm không có nhiều cơ hội, anh từng được gọi lên U19 Việt Nam nhưng không để lại dấu ấn. Và trong cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt của câu lạc bộ ấy, Lâm Tây bị đẩy sang Lào chơi cho Hoàng Anh Atabe. Đó là khoảng thời gian với nhiều trải nghiệm mà theo nhận xét của anh là đáng quên và đáng sợ.
khi mọi thứ đều xa lạ. Ngoài huấn luyện viên người Việt, trong đội chỉ có duy nhất một cầu thủ có thể nói tiếng Anh, cộng thêm điều kiện thi đấu ở Lào rất kém. Thủ thành phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những rào cản, tất cả chỉ vì giấc mơ trở lại và khẳng định sự nghiệp ở quê nhà. Nhưng khi ước mơ không thể thành hiện thực và những nỗ lực không được đền đáp thì con người ta rất dễ bỏ cuộc, thất vọng. Có thời gian Văn Lâm nghe lời bố quay về Nga để học đại học. Nhưng có lẽ điều đặc biệt ở Lâm là khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam hay khao khát cống hiến cho màu áo đỏ chưa bao giờ nguội lạnh. Một bước ngoặt mới xảy đến với Lâm vào thời điểm khi U23 chuẩn bị đá SEA Games năm 2015. Chứng kiến đồng đội ngày trước của mình đang chuẩn bị cho một giải đấu lớn ở Việt Nam, trong khi bản thân chỉ có thể đứng từ xa, đó là một cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Chính vì muốn có mặt ở đó, Đặng Văn Lâm đã từng đăng hẳn một status tâm sự trên Facebook mà mấy năm về sau vẫn còn được cộng đồng lan truyền chia sẻ. Đó là bài viết kèm hình ảnh Lâm Tây trong bộ trang phục có in cờ đỏ sao vàng trên ngực, một bài viết từng được ví như thư xin việc khi Đặng Văn Lâm bày tỏ tâm huyết, chàng trai Việt kiều khi ấy bộc lộ từng câu chữ nghe mộc mạc mà tha thiết đến tội. Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc cho đội tuyển U23 Việt Nam một lần nữa thôi. Không cần thì Lâm sẽ về Nga và không phiền nữa đâu ạ, vì năm nay là năm cuối Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games. Anh còn nhắc đến dòng máu lai của mình. Dù Lâm đẻ ra ở Nga, nhưng bố của Lâm là người Việt Nam, Lâm có hộ chiếu Việt, Lâm biết nói và đọc tiếng Việt. Dù tự mình tiến cử qua mạng xã hội với mong muốn được thử sức ở U23 Việt Nam lúc ấy, thành công vẫn không mỉm cười với chàng cầu thủ điển trai này. Song cơ hội đã mở ra cho anh khi chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng đọc được bài viết ấy và mời anh về đầu quân. Từ vị trí số 3 ở đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ, Văn Lâm dần chứng tỏ được khả năng và chiếm lấy suất bắt chính từ giữa năm 2016. Con đường tưởng như đã trải hoa hồng với người thủ môn Việt kiều lại bất ngờ rẽ thêm một bước ngoặt nữa, bê bối hỗn hào và bị trợ lý Lê Sĩ Mạnh đuổi chém hồi tháng 9 năm 2017, buộc Văn Lâm phải tạm rời Hải Phòng trong tình trạng đa chấn thương ở chân. Chắc hẳn không ít người vẫn còn nhớ hình ảnh bóng lưng Đặng Văn Lâm chống nạn và dòng trạng thái cầu thủ này bày tỏ: "Tôi không phải là kẻ cướp, tôi là một cầu thủ mà, tôi về Việt Nam chỉ để chơi bóng thôi, chưa có muốn đánh lộn đâu." Vụ xô xát khiến Đặng Văn Lâm rơi vào một khoảng thời gian khó khăn, phải nương nhờ hết VFF rồi PVF. Nhưng chẳng ai có thể ngờ là Văn Lâm lại dùng chính khoảng thời gian đó để chuẩn bị cho tham vọng AFF Suzuki Cup năm 2018. Trong thời gian ở BVF, anh không chỉ được trưởng ban y tế và vật lý trị liệu Nick Dawes nhiệt tình theo dõi, chữa trị chấn thương, mà còn có cơ hội để tập luyện cùng huấn luyện viên Jason Brown, từng bắt cho Blackburn Rovers ở Premier League. Văn Lâm có lẽ là tuyển thủ Việt Nam nghĩ đến AFF Cup lần này sớm nhất và có kế hoạch chuẩn bị nó kỹ càng nhất. Sau khi trị thương xong, ngày ngày anh vẫn bắt xe từ Hải Phòng xuống Hưng Yên để tập với huấn luyện viên Brown. Dù tốn cả triệu đồng tiền đi lại mỗi ngày, nhưng cơ hội tập luyện với chuyên gia đẳng cấp thế giới thì với Văn Lâm, điều đó còn quý giá hơn rất nhiều. Kết quả sau đó, anh đã trở lại mạnh mẽ và trở thành thủ môn có thành tích tốt nhất V-League năm 2018, khi đến cuối mùa giải chỉ để thủng lưới 26 bàn sau 25 trận. Không thể phủ nhận, chàng trai Việt kiều ấy đã dần trở thành thủ môn số 1 ở Việt Nam. Trận đấu với Malaysia năm 2018 là trận đấu thứ 5 của Đặng Văn Lâm trong bộ áo đội tuyển quốc gia, nhưng lại là lần đầu tiên anh được thi đấu trên thánh địa Mỹ Đình, chật kín khán giả và rực rỡ sắc đỏ. Đây cũng là trận đấu đánh dấu thành tích của Lâm khi anh là thủ thành duy nhất giữ sạch lưới kể từ ngày khởi tranh AFF Cup năm 2018. Sau mỗi pha cản phá ngoạn mục, anh hét lớn, vỗ ngực và hôn lên lá cờ quốc kỳ, nhắc nhở các đồng đội về mục đích mà tất cả đang chiến đấu. Sự quyết tâm của Lâm là thứ dễ khiến người xung quanh cảm nhiễm, họ sẵn sàng lăn xả, thậm chí lao cả thân mình vào gầm giày đối thủ để giữ cho mảnh lưới vẹn nguyên. Và trong trận cầu đáng nhớ năm 2018, chúng ta đã có thể dễ dàng hiểu được khi ngôi sao Việt kiều đã có màn ăn mừng chiến thắng đẹp đến như vậy. Đồng thời, nhìn vào cách Văn Lâm hát bài quốc ca, không những rành rọt mà còn hào sảng và vang trền mỗi lần bắt chính cho Việt Nam, có thể cảm nhận được phần nào tình yêu Đặng Văn Lâm dành cho màu cờ đỏ và ngôi sao vàng trên ngực trái. Trên đây là đôi chút lan man khi nhắc về hình ảnh ăn mừng đầy xúc động của chàng thủ môn tài năng và điển trai của Việt Nam, Đặng Văn Lâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!